Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hội Phát Kim. Thì hôm nay AD sẽ giới thiệu với mọi người một account tin tức server Huyền Tố, tin tức tiến cấp 2, Terminator. Account này sở hữu lượng xanh gần 8k, độc công là 29k5, rất là cao. Thì tin tức là một phái đam to nhất của phái nội của trong phiên bản mới này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau soi đồ nha. Xuyên thích là 9k3, cũng khá là cao. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau soi đồ. Một chiếc chung lâu ngọc, một cái chung lâu giới cố định, có cả ngọc 9 xét 8 đó mọi người. Một chiếc chung lâu thủ, ok, võ hồn toàn mỹ 872 điểm, hiệp ứng cấp 100, chân nguyên full chân nguyên vàng độc 9, chân nguyên thể là full chân nguyên thể 8, thần đỉnh là bên thể lực full tầng 8, bên thuộc tính cũng full tầng 8 luôn, rất là cao. Chúng ta sẽ coi đến bảo giám cấp 58, võ ý cấp 39, khá là cao. Thần khí thì đã lên khế lên 6 rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ coi đến thú. Thú là có một con củ lê phụ thể nè, và những có những con bét BK. Củ lê BK các thứ. Thú cưỡi thì chúng ta sẽ có cánh vàng này. Thú cưỡi 3D này. Thú cưỡi thiên mã này và thú cưỡi thuộc tính này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau soi tủ thời trang và gương đồ nha mọi người. Đây, tủ thời trang của chúng ta sẽ có rất là nhiều đồ nha mọi người. Đấy, nhiều đồ lắm mọi người ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau soi gương đồ. Gương đồ của chúng ta thì còn rất là nhiều ngọc dư, ngọc cố định đó mọi người. Ok, bây giờ cuối cùng là chúng ta sẽ đi test đam để xem tin tốt 29k độc thì sẽ đam như thế nào nha mọi người. Thật ra phái tin tốt là một phái đam rất là to, và server Huyền Tố cũng là một server rất là hot trong đại thế giới 1. BK ngày đêm luôn, lúc nào cũng có BK, 8 giờ sáng là BK tới 12 giờ khuya luôn. Mọi người on khung giờ nào cũng có thể đánh nhau được cả. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test nào. Chúng ta sẽ test đam lên một account tiêu giao 800k trang bị. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test nha mọi người. Đầu tiên là chúng ta sẽ test đam F1 trước nha. Thì đam F1 của account này dao động từ 7 cho tới 6, 7, 8 ít. Đây, chúng ta bắt đầu dùng skill nha mọi người. Đấy, thì đam khá là to, 8 ít luôn mọi người ơi. Nói chung là đam 6, 7, 8 ít. Đam lên trùng kiên nha mọi người. Lưu ý là account này có trùng kiên nha. Nè, bây giờ mình sẽ thử lại và mình tháo kiên cho mình cho mọi người coi. Mình sẽ thử lại là mình sẽ tháo kiên ra cho mọi người coi thì nó đam nó khủng đến cỡ nào. Mọi người cứ tưởng là mình làm giờ này server vắng, nhưng thực ra giờ này mới là 7 giờ, gần 8 giờ sáng thôi. Tại vì mình làm clip thì mình sẽ canh những cái khung giờ mà vắng để mình làm cho nó tiện. Đây, mình sẽ thử test lại lên đam không trùng kiên nha mọi người. Đây, test lại cho mọi người coi một lần nữa. Đây, để gần cho mọi người coi kỹ tí xíu nha. Đây, đấy, đam lên không trùng kiên là 8x nha mọi người, rất là cao. Đấy, 85k luôn đó mọi người. Đó, đam 8x rất là nhiều.
đó, 7-8 lít không mà đam nên không trùng kiên đó mọi người, rất là khủng. Phải tin túc, phiên bản này đam to lắm. Thì account này là có giá bán là, nếu mà bạn mua cả full trùng thì account này có giá bán là 65 triệu. Còn nếu bạn lấy xác chỉ có lấy một trùng là có trùng lâu giới với lại trùng lâu kiên thì chỉ có giá 42 triệu thôi. Thì giá này là rất là hợp lý đối với một server rất là hot và đại thế giới rất là hot nữa. Ok, thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip. Và nếu bạn nào thấy thích thú với account này thì hãy lại để lại comment phía dưới, hoặc là liên hệ với fanpage hội Phát Khiên để có thể sở hữu account này nha, rất là rẻ mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip và hãy để lại một like và một đăng ký kênh cho hội Phát Khiên nha. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip gần nhất.